Nhiều bác hỏi em bảo là cái kẹp bắt rắn này của em thì có kẹp được lươn trạch không, thì hôm nay em sẽ test cho các bác xem nha. Đây này, hãy các bác nhìn thấy dưới kia chưa, dưới kia là đang có những con trạch ở dưới này này. Đây em sẽ trạch rất là bé luôn. Hôm nay em sẽ dùng cái kẹp này em test cho các bác xem là có kẹp được lươn trạch không nhá. Đây như các bác nhìn thấy, đây là một con trạch này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Trạch này. Đấy, một con các bác có thể không tin nhá. Này, để tôi vứt con này ra xa này. Ở đây có một con nữa này. Các bác nhìn thấy không? Đây có một con này. Em kẹp các bác xem nhá. Đấy, các bác nhìn này. Ok chưa? Đấy, quá nét luôn đúng không? Quá nét luôn đúng không? Đấy, bây giờ em sẽ xem đây còn con nào nó em kẹp. Test tiếp một phát nữa cho các bác xem. Kia con cá chê. Không lấy con nào nữa rồi. À, ở góc này.